Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2024. Tối hôm nay 29 tháng 3 lọc miền Bắc trên kênh nó về được cái lọc đó là cái con 86. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày 30 tháng 3 con Bạch Thủ mình dự đoán đó là cái con 52, còn Song Thủ mình dự đoán cái cặp 79 97. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc anh chị em có nhiều may mắn.